kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ không cử phái đoàn tới Washington như dự kiến sau khi Mỹ không dùng quyền phủ quyết đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở dài Gaza. Theo báo Guardian, Mỹ hôm 25 tháng 3 đã bỏ phiếu trắng trong khi 14 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngừng bắn ngay lập tức trong tháng Ramadan của người Hồi giáo giúp hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững lâu dài. Nghị quyết do 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an đề xuất cũng kêu gọi trả tự do cho con tin ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời mở rộng luồng viện trợ vào giải Gaza. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, mặc dù nghị quyết mới nhất bao gồm các chỉnh sửa do Washington yêu cầu, nhưng nước này không thể bỏ phiếu tán thành vì không đồng ý với tất cả mọi thứ. Xong, việc bỏ phiếu trắng đánh dấu sự thay đổi quan điểm của nước này. Mỹ trước đó đã bỏ phiếu phủ quyết các nghị quyết tương tự yêu cầu ngừng bắn ở Gaza. Quan điểm của họ bắt đầu thay đổi tuần trước khi Washington đề xuất một dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn gắn liền với việc thả con tin. Tuy nhiên, nghị quyết đó rốt cuộc đã thất bại khi bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Cả Hamas và chính quyền Palestine đều hoan nghênh nghị quyết trên, trong khi đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Edan chỉ trích Hội đồng Bảo an vì đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn mà không đặt ra điều kiện về việc thả con tin. Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố nước này sẽ không tuân thủ nghị quyết. Ông Katz nói nhà nước Israel sẽ không ngừng bán Chúng tôi sẽ loại bỏ Hamas và tiếp tục chiến đấu cho đến khi con tin cuối cùng trở về nhà. Trước động thái của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ không cử phái đoàn tới Washington như dự kiến trước đó. Theo tuyên bố được văn phòng thủ tướng đưa ra, ông Netanyahu cho biết việc Washington không ngăn chặn đề xuất này là sự rút lui rõ ràng so với quan điểm trước đó của họ, sẽ làm tổn hại đến hoạt động chống lại Hamas cũng như nỗ lực giúp hơn 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza được thả tuyên bố cho biết Mỹ thay đổi trong quan điểm của Mỹ, Thủ tướng Netanyahu quyết định phái đoàn sẽ không thực hiện chuyến đi. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng quyết định này thật đáng tiếc, nhưng Mỹ sẽ nêu quan ngại về chính sách của Israel khi hai nước tiến hành các cuộc thảo luận song phương. Ông Kirby nói, thật đáng thất vọng, chúng tôi rất thất vọng vì họ sẽ không đến để chúng tôi trao đổi về những giải pháp thay thế khả thi cho những việc họ tiến hành ở Rafah. Không có gì thay đổi trong quan điểm của chúng tôi rằng cuộc tấn công lớn trên bộ ở Rafah sẽ là sai lầm lớn. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết, cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan với Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đề cập những nội dung tương tự mà Mỹ định nêu với phái đoàn. Sáng ngày 26 tháng 3, Đài Loan, Trung Quốc đã tổ chức tập trận phòng không sử dụng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và các hệ thống pháo phòng không. Không quân Đài Loan cho biết họ đã tập trận từ 5 giờ đến 7 giờ sáng với sự tham gia của tên lửa nội địa Skybow cung trời và tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất cùng với các đơn vị lục quân và hải quân. Mục đích là để kiểm tra khả năng chỉ huy và kiểm soát các hoạt động phòng không chung giữa ba quân chủng, đồng thời cho biết cuộc tập trận đã diễn ra xuân sẻ. Họ thông tin thêm rằng, đối mặt với sự xâm nhập thường xuyên của máy bay và tàu quân sự Trung Quốc vào không phận và vùng biển xung quanh Đài Loan, Không quân Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường độ huấn luyện để ứng phó với các mối đe dọa. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 13 máy bay và 7 tàu hải quân Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Thời gian qua, máy bay chiến đấu và tàu của quân đội Trung Quốc duy trì sự hiện diện gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan khi Bắc Kinh tăng cường sức ép lên hòn đảo này. Trước đó, Đô đốc Jones Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, đã khẳng định có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang sẵn sàng cho cuộc tấn công Đài Loan tiêm tàng vào năm 2027. Ông Aquilino lưu ý với các nhà lập pháp Mỹ rằng Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng lên 7,2%. Theo ông, Trung Quốc thực sự đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta chưa phải đối mặt với mối đe dọa nào như thế kể từ Thế chiến II. Đô đốc Aquilino còn cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách thống nhất với Đài Loan thông qua các biện pháp khác. Nhưng ông nhấn mạnh Bắc Kinh không loại trừ sử dụng vũ lực nếu những nỗ lực đó thất bại. Đồng thời nhấn mạnh quân đội Trung Quốc đang theo đuổi một lực lượng quân sự lấy mạng lưới làm trung tâm, mang tính tổng hợp, chung và sử dụng công nghệ cao. Trong một diễn biến liên quan khác, Đài Loan dự kiến nhận hai máy bay không người lái UAV MQ-9B Sky Garden, đầu tiên họ đặt mua từ Mỹ vào năm 2026 và hai chiếc còn lại vào năm 2027. Kế hoạch giao UAV là một phần của thỏa thuận trị giá 467 triệu đô la Mỹ, bao gồm hai hệ thống điều khiển mặt đất, phụ tùng và thiết bị hỗ trợ. Trong một tuyên bố năm 2020 về thương vụ UAV, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng DSCA của Mỹ cho hay MQ9B sẽ cung cấp cho Đài Loan khả năng tình báo, giám sát và trinh sát, phát hiện mục tiêu cũng như tấn công trên bộ, trên biển và chống tàu ngầm vì an ninh và phòng thủ của Đài Loan. MQ9B có thể sẽ được sử dụng để giám sát trên không và trên biển trong thời bình và sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho máy bay chiến đấu có người lái của Đài Loan khi giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo này hoặc ứng phó các cuộc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Tuy nhiên, theo đánh giá, MQ-9B có thể được trang bị nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, nhưng nó có thể dễ dàng bị phát hiện và bắn hạ hơn vì không có tính năng tàng hình. Lực lượng không quân Nga đang thả cả trăm quả bom lượn mỗi ngày nhằm vào các vị trí của Ukraine dọc gần 1.000 km tiền tuyến. Các quả bom lượn KAB là một vũ khí thần kỳ của Nga và Ukraine trên thực tế không có cách đối phó. Để hiểu được tình thế của các lữ đoàn Ukraine nguy hiểm như thế nào hiện nay, Giới quan sát cho rằng có thể nhìn lại việc Nga thả 125 quả bom lượn mỗi ngày trong một vài ngày đã khiến lữ đoàn cơ giới 110 cũng như phòng tuyến của Adivka được cho là thành trì của Ukraine ở phía đông đã không thể trụ lại. Lữ đoàn này có một số vấn đề, đặc biệt là việc thiếu đạn pháo nghiêm trọng giữa bối cảnh gói hỗ trợ lớn cho Ukraine vẫn bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, việc Nga triển khai hàng loạt bom lượn KAB đã đẩy sức chống chịu của quân đội Ukraine đến giới hạn. Theo Igor Suga, một binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã chiến đấu 4 tháng ở Adipka cho biết, những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Sự mở rộng đáng kể hệ thống phòng không của Ukraine góp phần làm giảm ưu thế bom lượn của Nga. Không quân Ukraine đã dịch chuyển một phần hệ thống tên lửa đất đối không Patriot gần tiền tuyến phía đông hồi tháng 2 năm 2024 và xoay sở để bắn hạ khoảng 13 tiêm kích Su-34 triển khai bom lượn của Nga cùng với các tiêm kích Su-35 hộ tống nhịp độ bom lượn được sử dụng đã phần nào giảm khi các vụ bắn rơi tiêm kích trên gia tăng. Tuy nhiên sau đó, ngày 8 tháng 3, một UAV của Nga đã phát hiện ra tổ hợp Patriot đang di chuyển cách tiền tuyến 32 km và ra hiệu cho tên lửa đạn đạo Iskander làm nổ tung hai bệ phóng của Ukraine. Không quân Ukraine chỉ sở hữu ba tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất cùng với khoảng hơn 30 bệ phóng. Giữa bối cảnh sự hỗ trợ của Washington cho Kiev tiếp tục bị cắt giảm không quân Ukraine có nguy cơ tiếp tục tổn thất hệ thống Patriot. Vì thế, vào giữa tháng 3, khi việc bắn hạ các anh tạc cơ triển khai bom lượn chấm dứt, hoạt động ném bom đã được nối lại với số lượng cả trăm quả mỗi ngày. Các chiến thuật tiêu chuẩn của Nga hiện nay là sử dụng tiêm kích Sukhoi thả bom lượn KAB nhằm vào các đơn vị đồn trú của Ukraine và sau đó bộ binh Nga sẽ tấn công thành từng nhóm nhỏ. Cải tiến chiến thuật và công nghệ trong những tháng gần đây, lực lượng không quân Nga ngày càng chứng minh khả năng hoạt động hiệu quả dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các máy bay ném bom Su-34 do các chiến đấu cơ Su-35 hộ tống xuất kích hàng trăm lần mỗi ngày thả những quả bom lượn vệ tinh dẫn đường KAB cách các vị trí của Ukraine khoảng 40 km và hỗ trợ lực lượng bộ binh Nga có thể kiểm soát chúng. Hiện chưa rõ Ukraine có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng của mình hiện tại do bom lượn gây ra hay không. Trung tướng Ukraine Ivan Garlyuk cho biết các tiêm kích F-16 do phương Tây hỗ trợ có thể sẽ giúp ích phần nào. Một số nhà phân tích cũng đánh giá điều này là có thể. F-16 có hệ thống cảm biến, khả năng tự vệ và các tên lửa tốt hơn các tiêm kích Sukhoi và MiG mà không quân Ukraine sử dụng hiện tại. Nếu Kiev sẵn sàng triển khai các tiêm kích F-16, dù nước này dự kiến chỉ nhận được 50-60 máy bay chiến đấu loại này thì Ukraine có thể có cơ hội đánh bại các oanh tạc cơ triển khai bom lượn. Tuy nhiên điều đó sẽ mất một khoảng thời gian trước khi các tiêm kích F-16 đến tay Ukraine với số lượng đủ để tạo nên khác biệt. Cho tới lúc đó, không quân Ukraine chỉ có thể triển khai các hệ thống phòng không phóng từ mặt đất đối phó với các máy bay ném bom của Nga, trừ khi Đảng Cộng hòa nhượng bộ và thông qua gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nếu không thì Kiev sẽ chưa thể sở hữu đủ hệ thống Patriot để đối phó với các kế hoạch ném bom lượn hiện là chìa khóa cho các thành quả trên chiến trường của Nga. Ông Gariliuk nói những nhân tố này cùng một số nhân tố khác sẽ khiến cho lực lượng phòng thủ Ukraine gặp khó khăn trong việc đẩy lùi đối phương. Tờ Business Insider đưa tin, quân đội Ukraine đã công bố một video cho thấy sự xuất hiện của xe an ninh bọc thép ASV M1117 do Mỹ viện trợ. Đoạn video trên do tiểu đoàn tấn công độc lập số 425 của Ukraine, hay còn gọi là tiểu đoàn Scala, đăng tải trên mạng xã hội TikTok hôm 16 tháng 3. Trong video, xe bọc thép M1117 di chuyển trên địa hình tương đối gồ ghề, còn quân lính Ukraine bám chặt vào một bên sườn xe. Business Insider phỏng đoán rằng những hình ảnh trên xuất hiện tại một khu huấn luyện của Ukraine, nhưng không thể xác định chính xác vị trí cũng như thời điểm video được thực hiện. M1117 hay còn được gọi là Guardian là xe bọc thép 4x4 do tập đoàn Textron Marine and Land System có trụ sở tại Mỹ sản xuất, chủ yếu phục vụ trong lực lượng quân cảnh và vệ binh quốc gia Mỹ. Xe bọc thép M1117 được trang bị hệ thống áo giáp có thể mở rộng mô đun bên ngoài bằng vật liệu composite, giúp cung cấp khả năng bảo vệ kíp lái trước tên lửa đạn đạo cũng như những mối đe dọa từ các loại vũ khí nhỏ hoặc mảnh văng đạn pháo. Một đặc tính khác là gầm xe thiết kế hình chữ V giúp phương tiện này có thể an toàn trước các loại mìn có sức công phá tương đương 5,4 kg thuốc nổ TNT. Ngoài ra, xe bọc thép M1117 có tháp pháo dành cho một người sử dụng, súng phóng lựu tự động MK19 40mm gắn trên tháp pháo và súng máy cỡ nòng 50mm. Mỹ lần đầu cam kết viện trợ 250 chiếc m 1117 cho Ukraine hồi tháng 11 năm 2022. Trước m 1117 của Mỹ, Dingo 2, xe bọc thép của Đức cũng từng xuất hiện ở Ukraine. Cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng Đức thông báo nước này sẽ cung cấp thêm cho Ukraine hai hệ thống tên lửa phóng loạt Mas 2, 50 xe bọc thép Dingo và 4 pháo tự hành Panzerhausbay nhằm giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga. Xe bọc thép Dingo do công ty Đức KMWK. Kraus Maffei thiết kế và sản xuất, được đưa vào phục vụ trong quân đội Đức năm 2004. Dingo được thiết kế với tính năng bảo vệ cao, khả năng cơ động vượt trội, kíp vận hành 8 người, bao gồm một lái xe và chỉ huy cùng 6 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Dingo có trọng lượng 12,7 tấn, chiều dài 6,8 m, chiều rộng 2,3 m và chiều cao 2,5 m. Vỏ xe được bọc lớp giáp bằng thép giúp bảo vệ kíp điều khiển trước hỏa lực pháo binh cũng như mảnh văng đạn pháo. Dingo 2 sử dụng động cơ diesel có công suất 215 mã lực. Nhờ đó, xe có thể di chuyển trên mọi địa hình với vận tốc tối đa đạt 90 km h tầm hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, xe có thể leo dốc 60%, lội nước sâu 1 m và vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,5 m. Dingo 2 được thiết kế với kích thước nhỏ, nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, có thể được chở bằng nhiều loại máy bay có sức nâng hạng chung và hạng nặng như C-130, C-160 và CH-47.